Xin kính chào toàn thể anh em nha. Chào mừng em quay trở lại với kênh của Mã Xuân Hình, chuyên làm game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thì hôm nay Hình giao bán cái arc mà có thể nói là rất là tâm huyết, nhưng mà do anh chủ arc không có thời gian để cày cuốc nên là muốn ra đi, em Thiếu Long Quyền ở Uy Hổ Tướng để giấu mặt. Anh em có thể thấy là mình cũng đã làm clip rất nhiều với em này rồi, thì anh em cũng có thể xem qua độ trâu bò của arc rồi. Thì hôm nay chính thức giao bán chứ không phải là đùa hay là gì đâu anh em nhé, hay là đăng lên cho nó vui đâu. Giao bán cho anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vé chơi, bởi vì đồ Uy Hổ thì cũng mới update thôi, cho nên anh em cứ yên tâm cái việc mà đồ Uy Hổ nó có lỗi thời hay không thì anh em cứ yên tâm nhá. Cho nên là ít nhất thì muốn ra đồ mới phải 25 nữa, anh em cứ mua vé chơi suốt nhau tempo. Và arc này có slot bang hội tinh anh của B52 rồi, cho nên anh em múc về chỉ việc đi bang hội tinh anh thôi. Đấy. Thì bet này đầy đủ luôn, không thiếu đâu anh em ạ. Vô cụ phá địch đầy đủ, vô cụ luôn. Chuyển sinh 19/7, công trạng cuối tuần là hơn 8 triệu. Arc thì đầy đủ hiệu luôn anh em ạ, phá quần đại sư hình nói chung là không thiếu. Mạch thì mạch chuẩn luôn này anh em nhá, mạch chuẩn do arc này là arc lo line cái gì cũ ấy của Thiên Bùi bạn, thì sút rất gắt luôn, anh em yên tâm luôn. Tuy rằng mật tịch tiến cấp chưa phải là thuộc dạng hàng ngon nhất, nhưng mà sút vẫn rất chất. Đây quân công vinh dự có hai cái viễn còn hơn 7 cao su cho anh em, lát liệt rất nhiều luôn. Arc này đầu tư tâm huyết mà, nhưng mà bởi vì thực sự là không có thời gian. Về trang bị, Uy Hổ Tướng cộng 14-15 rồi, đã đập rồi. Nói chung là arc này cũng có tiếng do mình làm clip khá nhiều về arc này, lượng đêm hơn 18k anh em nhá. Trong khi là đeo Uẩn Ninh chuyển sinh 10. Nói chung là đồ Uy Hổ Tướng 5 món full đá 7 tất, trừ cái bao tay full đá 6, anh em thích thì về build full đá 7, còn không thì đá 6 là ok rồi, sút rất gắt rồi. Nón tốc độ xuất chiêu full đá 7, áo full đá 7 luôn này. Nói chung đều full đá 7. Cặp ngọc build lại theo kiểu bạo kích cộng thêm, đấy anh em có thể thấy. Bạo kích cộng thêm. Full đá 7 luôn. Ngọc thứ hai cũng vậy, một viên bạo kích cộng bạo kích. Bao tay sát thương đá 6 cộng 15 rồi, tín bật cấp 15. Ngoại trang chuyển sinh 10. Đi theo cấm hồ tư, giàn văn sức cấp 3, chuẩn hệ và đủ hệ. Có cả một văn sức ngũ hành nữa. Đấy, đầy đủ luôn cho anh em. Hai ô cuối là vô cụ, nói chung là chọn đủ hệ. Kim xà phun cộng 15, tẩy tương đối là ok. Nội công sinh lực 21%. Huy chương, anh em có thể tẩy về lại. Nói chung là kim xà là tương đối là ổn. Đấy, anh em có thể đẩy lại cái huy chương thôi. Cái giày thì bảo kích 24, sinh lực 18%, tương đối ok rồi. Mật tịch chính 101%. Đấy, 4 thành. À 4 phút lục 8 thành. Tiến cấp 2 dòng mắc binh. Mật tịch tụ khí 97%. Cũng 4 thành luôn. À 4 phụ lục luôn. 99% giống 2. À còn 4 cân 6 điểm 3, anh em kích hiệu 3. Dương còn một cái bao tay thanh băng tướng, bởi vì tại sao ví dụ anh em mà chuyển server ấy thì nó về đô thống thì bởi vì chuyển server nó hay về đô thống mà. Thì anh em có đánh lên server 1-1 vẫn còn bao tay thanh long tướng nhá. Đấy. Vẫn đeo được, công trạng chỉ cần trên 5 triệu đeo được. Còn ít vàng bao đây nhá. Vàng bao lạc liếc rất nhiều luôn cho anh em. Anh em xếp vô cụ luôn này. Cho anh em có thể lạc liếc để đi băng hội tinh anh. Vẫn rất nhiều nhá. Cái chỗ này thừa đi băng hội tinh anh rồi. Đây. Bánh ít bác bảo, đây là tất cả đồ đá quân công rồi xu này kèm theo arc hết. Đây, phiếu đổi hiệu anh em thấy này, rất nhiều luôn phiếu đổi hiệu, anh em có thể thấy là hơn 200 phiếu
túi cái này anh em mở thiên kiêu lệnh đây này. Đấy. Đấy, app, nói chung là app cày hiệu, cày phiếu rất là nhiều. Anh em không phải lo hiệu hiếc gì cả, đánh nhau BK thoải mái, lag liếc đầy đủ, không thiếu gì cả. Và app này thì để mình xem, app này có tích trữ được 40 cái link fake đơn rồi đây anh em. Đấy. 40 link fake đơn, đấy 93 rồi. Anh em cố cày lên được 98 là ngon. Sút. Cái 40 cái link fake đơn là cảm giác độ thốn như thế nào anh em? Cái này là bán thực sự chứ không phải là ấy đâu anh em nhé, bán thực sự luôn chứ không phải là đăng lên cho nó vui đâu. Đồ hào hiệp phố hạ này, kim xà lăm này, tủ áo cũng rất nhiều ngoại trang đã lưu luôn, thú cưỡi có ngự kiếm, chiến xe tân, tuần lộc, lạc đà. Đó. Nói chung là áp cũng đầy đủ, lạc liếc vàng vẫn còn cho anh em tiêu thoải mái. Và cho lúc anh em xem cái đá quý nữa, đá quý còn cũng rất nhiều luôn. Đá quý sau khi mà khả mà phun đá bạc và biểu tướng vẫn còn rất nhiều anh em nhé. Anh em thoải mái luôn, anh em nhìn này. Đấy. Còn rất nhiều luôn, không thiếu. Vâng, giá cuối cùng ác này ra đi với giá nó là 105 triệu đồng. Đấy. Thì anh em nào mà xem nhiều clip của mình thì cũng biết về ác rồi. Cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, thì mình nói chung là giới thiệu đồ đạc cho anh em xem lại thôi. Đấy, mật tịch tiêu dao mới thay. $105 triệu và anh em đều nào có muốn thương lượng thì DM cho mình kết nối với chủ app. Thì sau đây là clip test cho anh em xem, và anh em mà kết thì inbox mình luôn nhá, bán thực sự chứ không có đùa hay gì cả, full đám này rồi, bao tay đã 6 thôi, chuyển sim 197 rồi luôn. Địt con mẹ lại gặp Trang Sinh à? Trời đu. Nó đuổi kìa. Cái vãi cao luôn. Xuống đây ngay, xuống đây ngay, xuống đây ngay. Xuống đi. Nó cũng xoắn. Địt. Kéo đâu, kéo đuổi. Ê, phải này chết được kìa. Phải này chết được kìa. Phải này chết được kìa. À. Thì về tôi nó rồi. Nó rồi. Ô. Phải này chết rồi. Phải này chết rồi. Chết rồi. Nó lạng rồi. Nó lạng kìa, chết cười nào với nhanh. Nó ra nhanh thì mẹ ăn lỗi rồi. Chạy đi. Ăn lỗi. Rút nó. À nhưng mà nó rút được. Không rút được. Mẹ rút được tôi là ông chết ngay. Ừ. Rút được ngao đạn được. Đó là ngao đạn gặp trụ người kìa. Chạy rút đi. Rút máu bỏ tôi rút. Thôi không cần hút máu tôi, hút máu rồi. Tôi đủ rồi. Không phải lo, đánh với anh làm sao bị lăn tăn đấy. Sao anh giờ đã thành thì tự tượng đài rồi cũng bị lăn tăn. Đừng vào, nói sao. Có mỗi mình anh đánh. Có thằng còn bên mà mình lâu lắm bọn tôi đánh một trận như thế này. Nói chơi lo chẳng sớm sớm đi. Nói cùng nói được mẹ. Đẹp xấu. Thế nó có gì ấy nhở? Cái con bỏng ấy, đừng vào. Đâu em có vào đâu. Xuống được chưa? Vào đi. Ui tôi xong, nhận con. Cái mẹ anh không? Cháy anh em ơi, trừ thủ hết con rồi. Mẹ nó còn xoáy kìa, cố kỉ. Cái đi. Đi con điếu nâng quyền trước anh ơi. Rồi xong con mình đọc bút rồi, anh em cố lên. Mẹ xong con mình đọc bút thì bọn này thế rồi. Con điếu nâng quyền trước anh ơi. Hai tên ba ba người. Tiêu thủ ơi em ơi. Rồi,
ta cứ đi vào Alibaba để cái vùng đất nào đi. Đi 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 đi. Tôi chết rồi, đánh xóa rồi. Anh mày ơi, không để tâm. Thôi đủ 6 trận rồi đấy. Là hiệp đội anh em hỏi ra đi hay ra đi. Ô, vẫn phải đi, đi cho con kinh này đi, thì chuyện nó mới lên 4 trận. Mày đi, tao có định đi cùng tắc bóp với mày luôn. Quá điều nữa mà tao. Có ra rồi anh ơi, ôi ra. Tao ra, ra bị kiếm một trận chết kìa. Ra, 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 ra thân bóp lên nha. Ra bị kiếm hồi máu cho anh ơi đi. Thế đeo là đi ngành đi kiếm anh Long quả lôi quá em hỏi tướng giờ chưa xong chồng nha, ở đình châu.